Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết, tải game ngay, kỷnguyênhải tặc.com. Thất Mỹ Hải, top 7 bà lão quyền lực nhất One Piece. Yo, xin chào 500 anh em bà hải tặc xăm soi, một ngày mới cô đơn giữa trời đông giá rét các bạn nhá. Thất Vũ Hải, 7 hải tặc hàng đầu làm việc cho chính quyền. Vậy còn Thất Mỹ Hải thì sao? Biệt danh nghe là lạ mà hay hay nhờ. Trong One Piece, tuổi tác không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tiếng tăm và sức mạnh của một nhân vật. Bên cạnh những ông già huyền thoại như Garp, Dâu Trắng, Rayleigh, thế giới của những chị em cao niên cũng chẳng kém cạnh gì, với rất nhiều lão bà danh tiếng đứt vách đổ tường. Tất cả cái tên trong video này, ắt tiên đoán từng có giai đoạn hoàng kim đỉnh cao về nhan sắc. Chưa chắc Robin, Nami, Hancock có thể so sánh được với Lin Lin, Sukusaku hay mẹ Camel, thế hệ mỹ nhân thời đại trước. Trẻ tung hoành, già bá cháy. Ngay bây giờ, mời anh em tìm hiểu Thất Mỹ Hải, top 7 bà lão quyền lực nhất One Piece. Get go thôi! Một, Big Mom. Nắm giữ hai đầu thế cực, đứng top đầu hải tặc lẫn ba chùm thế giới ngầm, Big Mom từng là người đàn bà đáng sợ nhất đại trình. Charlotte Lin Lin, nữ hải tặc xinh đẹp bậc nhất. Thời trẻ, lúc còn ở băng rốc, nhan sắc của bà xứng đáng lọt top Thất Mỹ Hải, Cross đời đầu của cái đồ bách thú. Về sau khi băng tàn rã, mỗi người một ngả, Lin Lin tự thành lập clan riêng với nòng cốt là thành viên trong gia đình. Bà một mình gây dựng nền cơ sở đồ sộ, thiết lập chế độ mẫu hệ, sản sinh 85 người con và có cho mình 43 đời chồng, một thành tích cực kỳ đồ sộ. Big Mom nhanh chóng phát triển bằng hải tặc gia đình, vươn tầm tứ hoàng, bản thân trở thành người đàn bà được truy nã cao nhất thế giới, trong tay thâu tóm một trong bốn quả hồng phiến Poneglyph cực kỳ giá trị. Được giới thiệu như phù thủy, nỗi khiếp sợ ở tân thế giới, bất kỳ ai nghe đến tên của mẹ lớn cũng phải toát mồ hôi, trừ mỗi Kulu chẳng biết còn mẹ gì. Ngồi ở vị trí tứ hoàng nhiều năm, Big Mom được biết đến với sức mạnh thể chất khủng khiếp, cũng năng lực trác quỷ, có thể hút cạn linh hồn kẻ khác mà không cần tác động vật lý. Bà cũng có vị thế lớn trong thế giới ngầm, bằng chứng là ở buổi tiệc trà, tổ chức đám cưới cho Pudding và Sanji, rất nhiều nhân vật cộn cán underground xuất hiện vì nể mặt tứ hoàng Big Mom. Liều báo Morgan, CP0 Stussy, cong trùm buôn bán vũ khí, từ đó cho thấy danh tiếng của mẹ ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cả sự nghiệp huy hoàng, không ngờ lại bị một thằng nhóc trẻ trâu nhà Monkey phá vỡ hết. Hiện tại Luffy vẫn là kẻ thù số 1 trong mắt các thành viên của gia tộc Charlotte. Nhờ cậu mà Totoland tán đàn xẻ nghé, ngay cả Mama cũng bay màu tại Wano Quốc. 2. Camel. Mẹ của mẹ. Camel là cái tên không quá xa lạ với độc giả, người duy nhất Big Mom tôn trọng và yêu quý. Bà ấy sinh sống ở vương quốc Enbap. Nhờ bộ não xảo quyệt, Camel tạo ra một vở kịch thánh mẫu, cưu mang những đứa trẻ cờ nhỡ tại nhà cưu. Thực chất, nữ phù thủy nuôi trẻ con để buôn bán cho chính quyền, phục vụ thí nghiệm điên rồ trên con người. Camel từng xuất hiện cứu mạng người khổng lồ Enbap khỏi đài sư tử. Nhờ vậy, bà rất được các chiến binh tại vương quốc quý mến. Chạy trẻ mồ côi lập gia, bà lấy danh người mẹ hiền từ nuôi nấng các con, khẩu Phật tầm Phật. Trong đó bao gồm cô bé Lin Lin kháu khỉnh cũng bị dụ dỗ vào đường dây của ả. Thời trẻ, Camel cũng thuộc dạng của hiếm về nhan sắc. Đằng sau một người phụ nữ xinh đẹp là tâm địa vô cùng độc ác. Bà tỏ ra cưng chiều Lin Lin, hòng lợi dụng sức mạnh thiên bẩm của cô bé. Với năng lực Soru, chính mẹ Camel đã tạo ra mặt trời bé con Prometheus. Tuy nhiên, không phát huy được tối đa tiềm năng trác quỷ linh hồn. Mẹ cũng là một trong những bà trùm của thế giới ngầm, có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Cypherpole, đại diện tiêu biểu cho những kẻ hai mặt cực kỳ nguy hiểm. Vừa chiếm được lòng tin của các trưởng lão người khổng lồ, vừa là mẹ của hàng chục đứa trẻ, lại là mối làm ăn thân thiết của chính quyền, quá nhiều bộ mặt giả dối. Chả hiểu vì sao Camel bất ngờ lại biến mất khi Lin Lin tỉnh dậy sau một buổi sinh nhật. Nhiều giả thuyết cho rằng bà ấy đang trú ngụ trong cơ thể của Big Mom, nên khi Mama rơi xuống biển, nữ tứ hoàng vẫn sống sót dù sở hữu năng lực trá quỷ. 3. Sakusaku. Lần đầu được giới thiệu tại Sabaody, bà chủ quán Saki là người phụ nữ đằng sau sự thành công của vua bóng tối Rayleigh. Sở hữu quán rượu nổi tiếng nhất quần đảo bong bóng, Sakusaku làm không đủ sống, bao tiền lời, lão chồng mang đi đánh bạc hết trơn. Đùa chứ bà hẳn cũng đau đầu lắm với ông già Rayleigh. Mới đây, vợ của vua bóng tối được xác nhận là cựu vương Amazon Lily, chỉ vì vương quốc trước đời của bộ à ba thế hệ. Đấy, có như vậy thì mới xứng tầm lọt vào mắt xanh của thuyền phó vải tạc chứ. Sakusaku bỏ gia tộc theo Rayleigh từ năm 20 tuổi, giai đoạn thanh xuân tuyệt vời nhất của một người phụ nữ. Nhìn body ngoài 60 vẫn còn ngon thế này, thử hỏi tuổi đôi 10, Saki còn mơ lem thế nào? Sanji với đôi mắt thấu thị quá khứ, đoán bà ấy phải là một đại mỹ nhân theo truyền thống của nữ vương tộc Kuza, dù đã không còn quan tâm nhiều đến chính trị
hải tặc, hải quân các kiểu. Tuy vậy, cựu nữ hoàng vẫn còn chiến phết, không hổ danh là người đứng đầu nữ nhị quốc. Kẻ duy nhất có thể khiến Rayleigh bối rối là đây chứ đâu. Với mối quan hệ dì cháu thân thiết, hai vợ chồng vua bóng tối xuất hiện giải vây cho Hàn Cốc trước cuộc tấn công của dâu đen. Dì chứ đụng tới con cháu gia đình nhà vợ là chết với ông. Bên cạnh đó, Sakuzaku cũng được tiên đoán thuộc bằng Rocks cũ. Thân thế của cựu nữ vương Amazon Lily đủ điều kiện cho giả thuyết này. Cần phải biết cách đời chủ nhân của tộc cư già, chẳng có ai yếu bao giờ cả. 4. Dr. Kureha. Một trong lão bà nổi tiếng nhất, quyền lực nhất, người phụ nữ không bao giờ nói mình già, Dr. Kureha, đứa nào gọi bà ấy là ngoại thì xác định vỡ mồm. Mình rất chiên tượng với người đàn bà năm nay đã 141 cái xuân xanh nhưng vẫn còn trẻ chán, ít nhất là đủ sức bón hành cho mấy trẻ trâu bằng mũ rơm, từ Luffy, Zoro tới Sanji. Bộ ba quái vật lần lượt nếm trải đủ mùi của cú đấm sấm sét của bà. Kureha được xem là bác sĩ hàng đầu thế giới One Piece, người sở hữu kho tàng kiến thức y học đồ sộ. Không có lão bà, Nami tạch vì căn bệnh quái ác virus cổ đại. Bà cũng là người đã dạy dỗ cho Chopper trở thành một bác sĩ ưu tú. Hai bà cháu sống trên đỉnh núi quanh năm toàn tuyết trắng. Dân làng cho rằng Kureha không khác gì ác quỷ, bởi mỗi lần chữa bệnh, bà sẽ lấy đi một phần tài sản của bệnh nhân. Cơ thể bốc lửa, dù độ tuổi đã gần đất xa trời, thật không thể tin nổi có một người phụ nữ sống thọ đến thế mà vẫn còn đầy đủ sức khỏe. Vì vậy, nhờ được giả dự đoán, thân thế của cụ sẽ rất tà dị. Trong một tấm poster do fan tự làm, Dr. Kureha là một nhân vật hiếm hoi, được cho là thuộc thành viên bí ẩn đến từ bằng hải tặc Rocks huyền thoại. Bởi như vậy thì mới đủ sức nặng giải thích cho việc bà sống tới tận hai cuộc đời của người bình thường. 5. Kokoro. Bà là mỹ nhân ngư đầu tiên xuất hiện trong mạch truyện chính. Theo đó, Kokoro thực sự là một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp trong hồi tưởng về những năm tháng rực rỡ. Cơ mà từ sau khi lên mặt đất sinh sống cùng với thầy Tôm, chả hiểu sao ăn nhầm ngải heo của ai mà body cứ thế phát triển không kiểm soát. Từ một đại mỹ nhân trở thành người làm tan giấc mộng của Sanji về tiên cá. Theo ông Tôm và hai thằng đệ tử, Kokoro là nhân chứng lịch sử cho sự thay đổi không thể tin được của Water Seven. Từ khi người đóng tàu huyền thoại hoàn thành con tàu trên biển, vùng đất này trở nên thịnh vượng, giao thương tấp nập. Dù không nói ra, ai cũng biết mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu một xíu của hai người bạn già. Thế nên từ sau thầy Tôm mắc án oan, bà Kokoro cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, suốt ngày chìm trong bia rượu và giữ nhiệm vụ canh gác cho người hỏa tiễn. Sau tất cả, Kokoro vẫn là một người phụ nữ quyền lực nhất, với vị trí trang trọng tại vùng đất lành của những con thuyền huyền thoại. Iceberg hay Frankie đều kính nể bà lão bảy phần. Không có cụ ra tay giúp đỡ Luffy vượt biển, chẳng có chương Enies Lobby hoành tráng nào xảy ra cả. Thương hoa tiếc ngọc, thanh xuân người con gái thực sự quá giá trị. Lờ tờ mờ cái mất ba nỗ hình vạn người mê. Sanji mà nhìn thấy Kokoro lúc trẻ, sẽ chẳng bao giờ xám body xám xuống cơ thể của bà nữa đâu. 6. Kulidaran. Đây rồi, người mẹ đáng kính, mặc dù chưa bao giờ được ai gọi là mẹ yêu. Kulidaran, người phụ nữ mà Aesu muốn gửi lời cảm ơn ở những phút cuối đời. Nữ sơn tặc lầm đường lỡ bước mà rơi vào vòng tay của anh hùng hải quân Gáp. Từ một người đàn bà hung tợn thích đấm đá, Dadan bất ngờ trở thành ba mẹ vĩ đại lúc nào không hay. Ngoài miệng chửi rủa ba thằng nhóc lóc cóc ASL, trong thâm tâm không ai quan tâm tới an nguy của tụi nó nhiều như Dadan. Ở bên Aesu, Sabo, Luffy, nhóm sơn tặc do bà lãnh đạo chưa bao giờ có được một ngày yên lành. Ngay cả trong giấc mơ, bà cũng nhìn thấy Luffy và Aesu nô đùa phá vỡ đi mộng đẹp. Ngày Sabo được cho là hy sinh trong vụ hỏa hoạn, Dadan đau khổ rất nhiều. Bà khóc khi Aesu ra khơi năm 17 tuổi. Và cuối cùng, tới lượt thằng em úp Luffy cũng từ biệt nốt. Mami đâu dám nói với ai, chỉ biết quay lưng ôm mặt rơi lệ. Chẳng phải một sơn tặc tiếng tăm gì, cũng chẳng phải là nữ hoàng. Chẳng cần so sánh với ai trong top 7 hôm nay, Dadan vẫn là người phụ nữ đáng được tôn trọng. Ba anh em siêu nhân, cả anh hùng Gáp và dân làng Fusa, không ai không yêu quý người đàn bà lực điền dành chọn 10 năm thanh xuân để chăm sóc cho cái trại trẻ bất ổn. Để rồi giờ đây, mầm non bà vun trồng ngày nào giờ đã lớn, Luffy trở thành tứ hoàng miền cả, Sabo là tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng. Còn Aesu, à mà thôi. Thật ra Dadan mới là chùm cuối, đồng minh mạnh nhất của Luffy. Kẻ nào dám động tới thằng trai cưng của bà sẽ được nếm trải mùi đau khổ sống không bằng chết. Người phụ nữ mạnh nhất thế giới, đánh u đầu Gáp bằng một khúc gỗ mà chẳng cần bật haki cấp cao. Đừng đùa với sức mạnh tuyệt đối của những bà mẹ bỉm sữa. 7. Tetsuru. Cuối cùng, một trong ba huyền thoại hải quân đời trước cùng với Gáp và Sengoku, Tetsuru, nữ chiến lược gia đại tài với bộ óc tinh tường. Bà từng khiến cho Doflamingo chạy khắp bốn bể, đến mãi sau khi áp giải được hồng hạc về căn cứ, Joker còn đùa rằng có cần phải truy lùng hắn đến tận cung trời cuối đất như vậy không?
Năng lực của bà khá bình thường thôi, nhưng thứ đáng sợ nhất nằm ở sự thông thái, không phải ai cũng có. Tetsuro tinh thông mọi chiến thuật trong hải quân, là cánh tay đắc lực của Sengoku trong trận chiến đối đầu với Tứ Hoàng Dầu Trắng. Sự điềm tĩnh khiến cho bà lão trở nên cực kỳ nguy hiểm. Giống như Gap, Tetsuro chọn phương án không thăng chức để tiếp tục thực hiện công việc một cách tự do hơn, chẳng cần phải danh cao vọng trọng. Nhưng là idol của biết bao phó đô đốc trẻ, một người tài năng như Thỏ Ông Zion cũng phải công nhận rằng kiến thức của cô chỉ bằng một góc nhỏ so với sự hiểu biết của sư phụ. Nói tóm lại, nội ám ảnh dai dẳng từ Doflamingo suốt nhiều năm là đủ dẫn chứng cho thấy Tetsuro quyền lực và bá đạo như nào. Ok, trên đây là video Thất Mỹ Hải, top 7 bà lão quyền lực nhất One Piece. Anh em ấn tượng nhất với lão bà nào? Comment bên dưới cho mình biết nha. Như thường lệ, chào đón ba bạn may mắn đến với channel Thuyền trưởng Sam Soi. Hoàng Anh Nguyễn Hữu 3944. Làm sao để xem được chap 1042 đến chap 1065 Thuyền trưởng Sam Soi? Linh truyện QQ Pro thẳng tiến bạn nha. Còn không thì chap.vn là ra. Nghi Nhì Nhố 9548. Hello Thuyền trưởng Sam Soi, coi lâu mà chưa được lên lần nào. Hello bạn, lâu rồi mới thấy có game thủ phai phai ghé thăm kênh của mình. Sanji Vinsmoke 4568. Dạo này chịu khó xem sớm rồi mà không được lên TV. Anh Từ lại nũng nịu rồi, giờ thì lên TV rồi nha. Bạn nào chưa may mắn chờ đợi video lần sau, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho ekip của bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!